mà thế hôm nay ông mạnh ốm là ông không đi đâu làm gì được à? Không làm gì được. Ông lo cháu lắm. Lo cho Mạnh á. Ông kia mua thuốc thì từ đêm hôm qua nó uống đến giờ này. Ông như cháu lắm. Nếu cháu lên đi lại ông này không có ai trông ông rồi. Cháu được xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với chương mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, anh chị, hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi vào nhà của hai ông cháu của bác ạ. Đấy, cũng như cái thước phim mà hôm trước cháu Lực chia sẻ lên thì phải nói là cái cuộc sống của hai ông cháu hiện tại rất là khó khăn của bác ạ. Ở trong một cái ngôi nhà như các bác có thể nhìn thấy là ở đây một chút bạt xanh xanh ở dưới kia này của bác. Cái phần bạt thì hôm nọ cũng được là cháu Lực mua lên cho hai ông cháu để cho hai ông cháu che lại một chút ở cái phần mái nhà cũng như là vây xung quanh nhà để cho nó đỡ lạnh một chút cô bác. Hiện tại thì vào mùa đông thì phải nói là rất là lạnh lẽo ở cái ngôi nhà như vậy cô bác ạ. Và hôm nay cháu Lực xuống thì có nhận được một cái phần quà và một khoản là của một anh giấu tên, anh ở Hà Nội, anh có gửi cho cháu Lực là 800.000. Và trong đó thì cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại là 100.000. Còn 700.000 thì mua cho em Mạnh là một thùng sứa này, cộng thêm là một bộ quần áo, cũng như là có cũng như là mua nón len, mua mũ len với lại găng tay nữa cô bác. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị là cùng theo dõi hết video và cùng cháu Lực đi trao cái phần quà tới cho hai ông cháu một chút cô bác nhé. Cái thùng sứa lên thì giờ đó độ tầm là 2-3 cân thôi các bác, cũng khá là nhẹ thôi. Đấy, những con đường mà đi vào nhà của hai ông cháu của bác ạ, thật sự là đi rất là khó khăn các bác. Ở đây thì không cần cháu Lực phải diễn tả nhiều, thì khi mà những thước phim mà cháu Lực đăng tải lên những cái cung đường nào thì cô bác anh chị đã cũng đã biết rồi. Ở đây thì không phải là cháu Lực muốn chia sẻ những cái cung đường khó cho tất cả cô bác anh chị cùng biết đâu. Thời gian đầu thì cháu Lực sẽ vừa đi thì cháu Lực sẽ vừa ghi hình cả cái quãng đường của cháu Lực đi nữa cô bác. Nhà của hai ông cháu thì hiện tại là có 3 con đường để vào cô bác ạ. Cái con đường đầu tiên thì là con đường mà cháu Lực mò xuống, là cái con đường mà gọi là đi tắt. Còn là cái con đường thứ hai thì cũng được là người ta giới thiệu cho Lực là đi sang phần phần cánh quả đồi bên kia này cô bác này. Ở kia thì có một cái cánh đồng ruộng bậc thang là phải nói cũng rất là đẹp cô bác. Ở trên vùng cao này thì hầu như là chỉ có những thửa ruộng bậc thang cả cô bác. Nếu mà như cô bác có theo dõi được những cái thước phim hay là những cái hình ảnh mà được bên VTV hay là bên các anh YouTuber lớn, kênh lớn lên chia sẻ lên thì cũng cô bác cũng không có lạ gì là những cái cánh đồng ruộng bậc thang này nữa cô bác. Hay đường bên kia thì cũng là một cái đường mà khi mà cháu Lực đi xuống thì phải là băng qua một khe suối này thì mới ra đến nhà của hai ông cháu. Còn thước phim trước thì cháu Lực đi từ cái đường mà ở phần phía bên tay trái của cháu Lực đi xuống thì một cái con đường mà phải nói là đi bộ khá là xa các bác ạ. Đấy, thì
khi mà cháu được xuống thì hôm nay cháu được lại xuống thì là chọn tiếp cái con đường mà cú của mình đi thôi cô bác ạ. Đấy, ở đây thì vào mùa đông ấy, cháu được đi thì cháu được còn phải đeo cả đôi ủng nữa cô bác này. Ủng ấy thì đồng thời nó giúp cho mình ấm hơn, và khi mà mình đi qua những cung đường này thì nó sẽ không có lạnh lẽo, nó không sẽ không có nguy hiểm là bao nhiêu cả cô bác ạ. Tại vì những cung đường này thì rất là nhiều rắn rết. Đấy, còn bây giờ thì phải nói là một tay cầm thùng sứa, một tay cầm máy quay thì đi nó rất là mỏi tay cô bác, cho nên là cháu được xin được phép là dừng ghi hình lại một chút, một tí nữa gần đến nhà của hai ông cháu thì cháu được sẽ tiếp tục ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng vào thăm hai ông cháu cô bác một chút cô bác nhé. Hiện tại thì cháu được là gần đến nhà của hai ông cháu rồi cô bác này. Ở đằng trước cháu lực là vẫn có băng qua những cái đồng ruộng và những cái thửa nương của bà con đâu các bác. Ở nhà của hai ông cháu thì hầu như là một cái ngôi nhà mà nằm biệt lập ở tít dưới phần chân đồi nhất rồi các bác. Cho nên là ở phần chỗ này mà ở chỗ mà ông thì rất là lạnh các bác ạ. Ở gần một cái khe suối nữa. Ở đây thì khi mà cháu lực đi chia sẻ những hoàn cảnh mới lên và nhận những cái phần quà hay là những cái niềm vui của các bác gửi tới cho những hoàn cảnh đấy thì cháu lực không có ngần ngại, thì dù đường khó khăn như thế nào thì cháu lực không có ngần ngại cả cô bác ạ. Chỉ mong rằng là sẽ giúp được những hoàn cảnh đấy và tìm cho những hoàn cảnh đấy một chút niềm vui về cuộc sống nữa cả cô bác ạ. Ở đây thì không có ai muốn là cái cuộc sống mình như vậy cả. Hoàn cảnh của hai ông cháu thì cháu lực xin được tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhé. Ông thì phải nói là từ lúc mà bố của bé Mạnh ấy sinh ra được bằng tuổi của bé Mạnh hiện tại thì không may là người vợ của ông là cũng ra đi thôi, và tiếp đó thì một tay ông nuôi nấng người con của mình lớn lên, và người con của mình cũng có lấy thêm một người vợ và sinh ra đó là bé Mạnh ấy các bác. Nhưng mà trong cái thời gian đó thì gia đình của mình có hoàn cảnh khó khăn ấy, cho nên là bố của Mạnh thì cũng có tin tưởng người khác, không biết là tin tưởng ai, và bây giờ hiện tại thì đang đi làm ở Campuchia. Ở đây thì không biết là bây giờ còn đi làm hay là đã như thế nào rồi, cháu lực cũng chưa có dám khẳng định cái điều này các bác. Thì sau một thời gian nữa cháu lực sẽ tìm hiểu thêm thật kỹ để xem là bố của Mạnh hiện tại là còn sống hay là đã mất rồi cô bác nhé. Bé Mạnh thì phải nói là rất là khổ của bác ạ. Sau này nếu mà người bố của mình không quay trở lại nữa thì chỉ có ở với ông là đến lúc mà ông không còn ở trên thế gian này nữa, và không biết là bao giờ thì mới thoát khỏi cái sự cái cảnh ở một cái ngôi nhà mà như kiểu một cái túp lều này các bác ạ. Và cái thước phim mà cháu được chia sẻ lên thì cháu được cũng rất là mong sẽ nhận được những tấm lòng vàng của cô bác anh chị gửi tới cho hai ông cháu, để giúp cho hai ông cháu có thể là làm một cái sửa lại một cái ngôi nhà cho nó thật ấm cúng hơn một chút cô bác nhé. Đấy, bây giờ thì vừa nói lại vừa đi thôi các bác. Hiện tại thì cũng được gần đến nhà của hai ông cháu rồi ấy. Thì sau một quãng thời gian thì hiện tại là cháu Lực cũng đã đến gần nhà của hai ông cháu rồi cô bác đây. Phần ở trên thì vừa rồi cháu Lực cũng đã nói rồi, và những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì cô bác anh chị cũng đã biết rằng là cái phần bạt đấy là của một bác Hồng. Bác ấy gửi cho Lực là 500 ngàn, mua thực phẩm là hết là 300 ngàn rồi. Còn dư 200 ngàn thì cháu Lực mua bạt, và còn thiếu thêm một chút thì cháu Lực trích của quý của chị Trần Đồ Giáng My ra là để mua thêm các bác. Phải nói là cháu Lực rất là biết ơn khi mà cháu Lực đi chia sẻ những hoàn cảnh nào thì đều được tất cả các bác cùng cháu Lực chung tay và giúp đỡ những hoàn cảnh đó. Và đặc biệt hơn nữa thì cháu Lực rất là may mắn khi mà có một người Mạnh Thường Quân là chị Trần Đồ Giáng My. Cháu Lực đi chia sẻ những hoàn cảnh nào chưa có phần kinh phí thì cháu Lực đều trích cái tiền quý của chị Trần Đồ Giáng My ra là mua thực phẩm cũng như đồ dùng tới cho hoàn cảnh đó cô bác. Đây bây giờ thì cháu Lực đang nhìn thấy ông là không biết ở ngoài đang làm cái gì này cô bác này. Thời tiết thì phải nói là khá là lạnh cô bác ạ. Chắc là ông đang nhóm bếp
nấu bếp nhưng mà để nấu cơm hay là để làm gì đấy cháu Đức cũng không có biết. Hay trâu của ông ở đây, một khi mà ở đây mà nếu mà trâu mà đói của bác này, trâu mà kéo phát là cái chân cột kia là nó có thể là nó sẽ bị đổ luôn các bác. Và đồng thời đổ đó thì cái nhà, ngôi nhà của ông là sẽ bị sập luôn các bác. Đấy, chào ông nha. Ông đang làm gì ông? Đun bếp à? Đun củi à? Đun để làm gì ông? Để nấu cám hay là để nấu cơm? Đun nước uống một tí. Đun nước uống à? Thế mạnh như đâu rồi ông? Ốm à? Mạnh ốm á? Mạnh ốm từ đêm qua không ngủ, không ngủ với nó. Nó bị bây giờ là nóng mà nóng chân tay hết rồi. Nào, từ từ ông đeo một cái mic nữa. Mạnh là bị ốm à? Mạnh ốm. Đã mua thuốc gì chưa ông? Hả? Đã mua thuốc gì chưa? Chưa mua thuốc gì. Chưa mua thuốc gì luôn à? Vâng. Này nó chân bây giờ cháu nó ngủ. Ông thì mình biết cháu. Nhưng mà cháu thế Mạnh đã ăn ngoan. Mạnh đã ăn gì chưa ông? Mình từ sáng thì ăn cơm à, ăn sứ. Ăn cơm ông sứa à? Sứa à. Hôm qua là hôm qua là cháu mang cho đúng không? Vâng. Đấy lên cho đúng không? Vâng. Thế là Mạnh là đang ngủ à ông? Ngủ. Mình đây cả người nó nóng mặt hết, cả người nóng hết rồi. Thế ông đưa con đi vào xem Mạnh một chút nào. Đưa con đi vào xem Mạnh một chút nào. Cái ngôi nhà phải đi là phải cúi thôi cô bác ạ. Hôm nay thì chắc là Mạnh ốm là ông không có đi đâu làm được gì luôn rồi. Giống mẹ ở đây đấy. Đâu Mạnh đâu rồi? Đây. Ôi ôi, ốm nằm ngủ đây này cô bác này. Nào Mạnh đứng dậy hết chú rồi. Xem nào. Đứng dậy chú xem nào. Lạnh lắm à? Ốm à? Cả mặt tay nóng hết. Ôi, nóng nóng hết rồi. Hôm qua cháu bảo là ông dùng cái chăn kia để mà giải mà ông không dùng chăn để giải à? Vẫn giải, vẫn ngủ thế mà lại nó vẫn bị thế này à? Nào Mạnh chào các ông các bà đi. Chào. Các bà. Con chào các ông các bà. Con chào các ông các bà. Ôi, Mạnh là hôm nay có ăn được cơm không? Hả? Không ăn được cơm á? Thì uống nguyên sứa rồi à? Sứa của Mạnh thì còn không hả ông? Còn. Còn à? Ốm. Ốm à? Thế hôm nay ông Mạnh ốm là ông không đi đâu làm gì được à? Làm gì được. Ông lo cháu lắm. Lo cho Mạnh á? Mạnh nhà ốm thế ốm như này là ông chưa kịp đi mua thuốc gì hay là như nào để một tí nữa cháu đi mua cho. Kịp mua thuốc thì từ đêm qua nó uống đến giờ này uống như cháu lắm. Nếu cháu lên đi để ông này không có ai trong ông rồi. Những lúc ốm đau như này thì cô bác này ông không biết là làm gì thêm là ngoài những cái việc mà chỉ biết là chăm sóc cho Mạnh thôi. Mạnh thì chân thì tay thì lạnh lạnh này, mỗi gọi là người là nóng nóng một chút thôi cô bác ạ. Hôm nay thì trước khi xuống thì cô bác ạ phải nói là ông thì không có điện thoại, thành ra là cháu Đức không có biết là Mạnh là bị như thế nào mà để đi mua thuốc. Hay thì một tí nữa cháu Đức sẽ chạy đi mua thuốc luôn cô bác. Thế Mạnh là ốm từ hôm qua là từ mấy giờ không? Sốt từ mấy giờ? Từ 6 giờ hôm qua. 6 giờ, 8 giờ hôm qua rồi. 6 giờ hôm qua? Ôi. Đây Mạnh là mặc Mạnh là đây đội thêm cái mũ len này đi. Đấy, hôm qua chắc là Mạnh là ốm này, đội cái mũ len này cho Mạnh đi ông. Đấy, hôm nay thì cháu lại mang quà tới cho ông nhá. Cho Mạnh nữa. Đây ông đeo cả găng tay cho Mạnh nữa đi. Cho đấy, đội mũ len. Đấy, chắc là lạnh quá cô bác ạ. Ông này ông đấy, ông sẵn che lên che cả tay ông ạ. Đấy, che cả tay như này. Đấy, còn mũ kia thì thôi không có đội nữa. Đấy thì một tí nó đội sau. Đấy, đeo đây ông đeo găng tay cho Mạnh đi. Đấy. Mai là Mạnh đi học là ông đeo cả găng tay này cho Mạnh nhá. Tất mọi cái thì còn hôm nay có đeo tất không? Mạnh có đeo tất không chú xem nào. À có à.
Đấy, rồi. Mạnh hôm nay thì bị ốm luôn rồi cô bác này. Nó chồng ngủ được với nó à, cả đêm. Thế ông là hôm qua ông có thức cả đêm à? Cháu mèn thôi, thấy mèn nó ốm. Ông cũng không ngủ được với nó. Ông không ngủ được. Nó kể lúc nào cũng đợi ông. Mẹ không nói, bố không nói, cứ đợi ông. Ông đây ơi, thì, ông ngủ. Đây chỉ là Mạnh là không biết một tí nào về bố mẹ rồi. Không biết rồi. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà cô chú anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Mạnh có bị ho không không? Ho bị nắng. Có ho không? Có ho không? Ho. Ho à? Ho xong là bị như nào nữa? Còn kèm theo như nào nữa? Có bị sổ muối không? Thế nào? À, muối thì không bị sổ muối này cô bác này. Đấy, rất là nóng trong người luôn. Đây là nóng cả người hết. Chắc là bị sốt rồi. Đấy, một tí nữa thì cháu Lực sẽ đi mua thuốc cho Mạnh sau cô bác. Mạnh thì có ăn được cơm không? Cháu có cho sữa cơm cho ăn. À, đấy, ông đeo găng tay cho Mạnh đi. Đấy, hôm nay thì cháu lại mua một cái phần quà là gửi tới cho Mạnh với lại ông nhá. Đây ở đây thì có cháu mua nguyên của Mạnh thôi. Còn dư ra thì cháu mua thịt, mua thả để mua thực phẩm cho ông nhá. Thế còn ở đây là thêm một bộ quần áo của Mạnh nhá. Đây ở đây thì cháu Lực mua ở chợ của bác này. Một bộ quần áo này, một đôi găng tay và một cái mũ là rơi vào 300 nghìn đồng. Cộng thêm là một thùng sứa nữa. Đây là sứa cho Mạnh nhá ông nhá. Vâng, sứa. Đúng rồi, ông bây giờ ông bóc ra lấy một hộp cho Mạnh đi. Vâng. Đây. Chú mà mẹ. Mình uống thằng nó không suốt rồi. Chụp chưa? Phải không phải ạ? Đấy, Mạnh đeo xem nào. Ông thì rất là thương Mạnh luôn cô bác này. Hôm nay thì Mạnh sốt tuần này thì ông không có biết đi đâu mà làm gì nữa. Thế buổi sáng thì có đã cho Mạnh uống thuốc gì chưa? Đấy, thuốc gì không có mà sáng nay cho nó lọ sữa, vẫn cơm. Cho lọ sữa thôi à? Ừ, lọ sữa thôi. Cơm cho ăn. Nào, ông để đeo. Đeo nhầm rồi ông? Nhầm rồi. Đúng rồi. Đây, cái này là bên này, cái này là bên này rồi. Đúng. Đấy. Cái này nó chấm nàng nặng một tí rồi. Đúng quá nó nữa. Cứ đòi nằm mơ cái gì đấy, cứ on on. Nằm mơ là gọi nguyên ông thôi à? Đấy, nào, từ ông thôi. Ở đây thì cháu Lực mua găng tay cô bác này, mua găng tay với lại đồ cho Mạnh thì cháu Lực xé mua to to ra một chút để cho sang năm Mạnh còn dùng được. Mạnh gửi một lời cảm ơn tới ông nhá. Con cảm ơn ông, nói thế. Cảm ơn ông. Rồi, đấy ở đây là cái phần quà hôm nay là có một bác ở Hà Nội. Đấy, có một bác ở Hà Nội là bác gửi cho hai ông cháu là 800 ngàn. Và trong đó thì cho ông là 700 ngàn. Thì cháu mua quần áo này là 300 ngàn rồi. Và mua thùng sứa là 250 ngàn rồi. Đấy, mua hết là 550 ngàn rồi. Thì còn dư ra là 150 ngàn. Thì lần sau cháu xuống thì cháu sẽ mua thịt, mua thà cho ông nhá. Mua thực phẩm cho ông nhá. Đấy, ở đây thì ông có cảm thấy là mình
cảm thấy là mình vui mừng không khi mà được các bác gửi quà cho hai ông cháu rất là nhiều. Bác gửi quà cho tôi là vui, gửi cho các bác, cho tôi xin, cho tôi gửi quà cho mấy ông cháu, gửi cho thì mừng lắm, vui lắm rồi. Mà cảm ơn các anh, vì cảm ơn cho tôi xin, anh nói thế à? Nhưng mà mình nói không nói cổ thương nhiều. Ông thì phải nói là cực kỳ mà thương các con các cháu luôn các bác ạ. Ông thì từ rất là lâu rồi, vợ đã mất rất là lâu rồi và vẫn chưa tiến thêm bước nữa các bác, vẫn ở lại chăm con để cho con lớn khôn đến thời điểm hiện tại hôm nay các bác. Đây là thêm một thùng sứa nhá. Ông bóc sứa để cho Mạnh đi. Đây Mạnh ông sứa không? Đó, thế để ông bóc cho nhá. Ông thì những cái thùng sứa như này thì chắc là chưa, ông đã mua được sứa này cho Mạnh uống bao giờ chưa? Chưa bao giờ mà mua được đâu. Đây cháu bóc cho. Đây, ông thì chưa bóc sứa bây giờ các bác, thành ra là chưa có biết bóc những cái vỏ này. Ở đây là mua cho ông là nguyên một thùng luôn nhá. Đây buổi sáng đi học thì ông cho Mạnh là uống, trước khi đi học là uống một hộp nhá. Xong rồi sau đó là lúc mà đi học ấy thì là cho Mạnh để theo cặp, trong cặp. Mạnh có cặp không? Chưa có cặp đâu. Chưa có cặp đâu à? Mạnh chưa có cặp đâu à Mạnh? Nè, năm tuổi nó chưa có cặp. Sang năm thì mới có. Ở đây là do là đây là ông không có tiền để ông mua thôi chứ là không phải là không có cặp nhá. Đây có thêm một tấm thẻ nữa này. Tiền không có cặp, không mua đâu. Này ông cắm sứa này vào cho Mạnh đi. Cắm vào cho Mạnh nhá. Ông cắm vào cho Mạnh uống nhá. Mẹ. Được không ông, ra đây để cho cháu bóc cho đấy. Ông thì vẫn còn là chưa biết cắm rồi cô bác ạ. Bao giờ ăn, không bao giờ uống, không biết đâu. Chú cắm cho Mạnh, chú lấy sứa cho Mạnh nhá. Nhưng mà Mạnh phải biết xin chú nhá. Nhá, ngày mai xuống thì chú lại tiếp tục mua cho nhá. Nào, con xin chú. Rồi, đây, uống đi. Xin chú. Mạnh là còn uống nữa không? Uống rồi nó. Không uống à? Uống, bữa nay lỡ sữa không uống được. Mạnh thì giờ thì chắc là hơi sốt một chút thôi các bác này. Bị sốt rồi. Thì một tí nữa cho Đức sẽ đi mua thuốc cho Mạnh sau. Còn nó Mạnh chưa uống huyết thì ông cất đi để một tí nữa cho Mạnh uống. Đây sữa thì cháu lại để đây cho ông nhá. Đây, cứ ông cháu vừa bảo đấy thì là buổi sáng cho Mạnh uống một hộp xong là cho theo cái cặp nhá. Hay là bây giờ thì chưa có thì cho vào túi áo nhá. Thì để lần sau cháu xuống thì cháu sẽ mua cho Mạnh một cái cặp nhỏ để buổi sáng Mạnh là có cái cặp để mà có cái ba lô nhỏ ấy để mà đi đem đi học nhá. Vâng.
Hôm nay thì đi xuống với bác này, nhìn thấy Mạnh ốm như này rất là tội luôn. Ở đây thì không có, khi mà đang ốm này thì không có bố mẹ là người chăm lo đâu cả. Chỉ có là người ông của mình thôi. Người ông thì phải nói là hai ông cháu của bác này ở trong một cái ngôi nhà mà cực kỳ là xuống cấp luôn của bác. Ngôi nhà này thì được ông với Mạnh là chắc là bây giờ cũng chỉ làm để ở tạm bợ thôi chứ ông? Vâng. Ông có bao giờ có suy nghĩ là ông sẽ làm lại nhà mới không? Không có suy nghĩ làm nhà mới nữa đâu. Cứ ở thế này, ông cùng cháu. Thế này cùng cháu á? Vâng. Thế cứ ở thế này cùng cháu nhưng mà ông không sợ là một ngày nào đó nhà của ông sập à? Ông cháu thì mới cố nghĩ làm nhưng mà không có gì làm. Không có muốn cái gì làm, không làm được đấy. Đây, ở đây thì cháu Lực cũng nghe người ta kể về ông, cho cháu Lực nghe rất là nhiều các bác. Thường thường ông hay mang củi là lên trên xã kia để ông bán để mà mua được gạo, mua được mắm muối mì chính về nhà để cho hai ông cháu dùng các bác ạ. Đi ra bên kia thì người em của ông là hát hủi ông của bác ạ, không cho em của ông là ở cùng một cái ngôi nhà. Thế là ông là ra ở cái ngôi nhà này được tầm 5 năm chưa? Gần 5 năm rồi. Được gần 5 năm rồi. Thế lúc mà Mạnh bé tí là ông đã ra bên này ở rồi à? Bé tí là có bên này ở rồi. Cùng ông chú đây. Cứ nói bà em trong nhà mình nhà thôi, chia nhau. Ai nó khác làm khác nhà, khác ở. Xong em không biết làm nhà, em cũng đi đâu đi, ở đâu đi. Xong ông bực. Thế ông tôi cứ làm nhà bên kia rồi, chú ạ. Mày nhà này mày ở nhà. Bố mẹ trước làm rồi, không phải có mày, không phải có tao. Thế chú của ông thì có hay ra bên này chửi ông hay không? Bên này nó không dám chửi. Nhưng mà đi nhà bên kia nó chửi mái. Chửi mái thế nhưng mà đã bao giờ chú em của ông là ra bên này chửi ông chưa? Bên này nó cũng chửi, nó có gì đấy. Cây cỏ dân chị ở đây có nhiều, nó về. Nó cứ chặt hết, nó chặt của em nhiều lắm, nhiều củ lắm. Là chửi ông à, ra bên này chửi ông à? Chửi thế em. Là không muốn cho ông ở bên này hay là như nào? Muốn ở đây nhưng mà nó thì cây dương của nó chặt hết. Về đây mình để nó thấy nhiều lắm, nó cũng chặt đi. Chặt nó không dám đi, và không dám lấy đi. Cho mấy cháu mẹng tuổi khóc đi ở cháu mẹng ở nhà làm nhà bên cư ở thôi, kể chú làm thế nào làm. Rồi con đi làm nhé. Rồi cháu mẹng rồi ôi ba thôi luôn. Đấy, vừa rồi thì thấy cháu Đức ra bên này thì cũng ra đây đi ngồi vừa nói một tràng câu bằng tiếng Nùng rất là dài của bác ạ. Không biết là nói về cái gì, chắc là nói về ông sao của bác ạ. Chắc mẹ uống. Mạnh thì bây giờ nghỉ ngơi một lúc thôi cô bác ạ. Bây giờ thì Mạnh cũng đang sốt rồi, chắc là cháu Đức cũng sốt rồi. Lên trên để mà mua thuốc tới cho hai ông cháu đó các bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì cũng gửi cái phần quà của một anh giấu tên cho hai ông cháu của bác ạ. Cháu Lực cũng trong qua cái phim này cho cháu Lực xin được gửi lời cảm ơn và là chúc tới anh, chúc anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống của bác ạ. Mạnh ngủ chưa? Chưa à? Mạnh ngủ chưa? Chú này là người em của ông sao của bác, chú cũng không biết là bây giờ tình huống này phải xử lý như thế nào của bác. Ở đây thì vừa rồi cháu Lực nghe ông nói rằng là
nói về cháu qua đây ghi hình, nói đi quay phim ông này nọ sao ấy. Bây giờ thì chắc là cháu được cúng xé phải di chuyển lên trên để mà mua thuốc ra cho Mạnh đúng không bác? Đi suốt rồi. Ông cứ để đêm. Mạnh ngủ đi không? Ông cứ để Mạnh ngủ đi. Từ đêm nó không ngủ được. Bây giờ chỉ ông Mạnh chỉ là gọi là sốt thôi đúng không? Bị là nóng nóng rồi đúng không? Bị nóng, bị sốt. Ho thì vừa nãy nó được ở đây thì chưa thấy là Mạnh ho cái gì của bác ạ. Nhưng sẽ là tội của bác này, ốm như này thì không có. Rất là may mắn mà ông ốm như này thì không có bố mẹ ở bên cạnh nữa. Thôi cho rồi, rất đây là người em của ông sao của bác ạ, lại ra đây nhớ ông của bác. Đấy, bây giờ thì chắc là cháu Lực sẽ không có ghi hình thêm đâu cô bác ạ. Đấy, hôm nay thì khi mà xuống thăm hai ông cháu, vừa đem phần quà tới và vừa nhìn thấy Mạnh ốm như này cô bác này, rất là tội. Và theo nó thì lúc mà cháu Lực chuẩn bị là về rồi thì nhìn thấy em của ông là lại tiếp tục ra đây nhiễu sự này cô bác này. Đấy, ở đây thì phải nói là các chú ở trên vùng cao thì ít học hỏi, thành ra là không có biết nhiều về cái trong cái phần trong của cuộc sống, cho nên là cứ mà say rượu là đi ra bên này để nhớ được bác. Ở đây thì cháu Lực nhìn thấy là bác đang say rượu rồi. Đấy, cứ nói cháu Lực là không được ghi hình này đó, xong là chửi bới từ ông đến lại cháu Mạnh, em Mạnh được không bác. Đấy, cái thực phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú, anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Này, bà kia, có đi có về nha.